Xin chào các bạn. Ở bài trước mình đã hướng dẫn cho các bạn 2 phần tư của toàn bộ phần thân body rồi. Thì đến cái điểm mà mình nối 2 phần thân trước lại. Khi các bạn móc đến cuối hàng rồi thì đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc vào một mũi giờ để ta kết thúc vòng. Móc lên một mũi móc xích. Như vậy là ta hoàn tất được 2 phần tư của toàn bộ phần thân body ha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc một phần tư tiếp theo là ở cái phần mông nè. Trước khi móc cái phần mông thì để ý ở cái phần thân trên, mỗi hàng móc ta cứ quay ngược đầu móc để móc, nên các cái hàng móc nó sẽ xen kẽ một hàng mặt trái và một hàng mặt phải. Thì các bạn sẽ đặt cho mình cái phần thân body nằm phẳng lại và nằm có cái khoảng cách cân bằng ha. Cắt cho mình cái đoạn len thừa này đi trước, sau đó đặt cái phần thân của body nằm phẳng lại, canh đều cho phần thân body của mình. Sau đó các bạn sẽ tạo cho mình một nút, đặt phần thân body nằm cân bằng, sau đó chọn một chân móc nằm ở bên hông, đâm kim vào chân móc nằm bên hông đó, kéo nút vừa tạo qua chân móc. Từ đây móc lên cho mình 3 mũi móc xích, 1, 2 và 3, đâm kim vào chân móc kế bên móc một mũi kép đơn. Lúc này mình đã có những cái chân móc cụ thể rồi, các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng móc. Cứ móc đều cho mình ở cái phần này cũng tương tự như vậy. Mỗi chân móc ta cứ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi đã móc được đến cuối hàng móc thì để kết thúc cái hàng này, đâm kim vào chân xích thứ 3 tính từ dưới lên của 3 mũi mình gây nên đầu tiên, móc vào một mũi dời. Sau đó móc lên 3 mũi móc xích. Để các hàng móc phần thân trên và thân dưới nó được đều nhau thì bây giờ mình sẽ quay ngược đầu móc và mình móc hàng thứ hai. Hàng thứ hai thì có những chân móc cụ thể nè, và lưu ý ở cái mũi kép đơn đầu tiên. Chân của mũi kép đơn đầu tiên sẽ nằm ở trên đầu của mũi kép đơn cuối cùng của hàng phía dưới. Sau đó lần lượt làm tương tự cho các chân móc còn lại. Móc tương tự cho đến cuối hàng. Đối với những bạn nào mà không phân biệt được mũi đầu tiên và mũi cuối cùng thì khi mà mình móc mũi đầu tiên của cái hàng móc đó, sử dụng cho mình kim đánh dấu vào mũi đầu tiên đó, sau đó kết thúc thì các bạn cũng đánh dấu cho mình vào mũi cuối cùng và ta sẽ móc mũi dời vào chân xích thứ 3 ha. Và kết thúc mỗi hàng móc cứ quay ngược đầu móc lại để móc cho mình, ta sẽ móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa. Mỗi chân móc cứ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc, và khi kết thúc mỗi hàng thì nhớ quay đầu ha. Sau khi các bạn đã móc thêm cho mình nhiều hàng móc ở cái phần thân dưới á, tức là cái phần mông ha, thì lúc này chiều cao từ vai cho đến cái hàng mà mình tăng cuối cùng đó, nó đã bằng chiều cao từ vai cho đến phần đũng, tức là cái phần đáy quần phía dưới. Và để có thể xác định được kích thước 1 phần tư tiếp theo, đó là cái phần mông á, là cái phần mà mình vừa có được ở đây nè, là cái đoạn này ha, thì các bạn sẽ dựa cho mình cái chiều từ cái phần nách. Đây là cái hàng phần nách nè. Từ cái đoạn mà mình có được ở phần mông, nó sẽ bằng với số hàng móc từ cái đoạn mà mình viền mũi đơn lên cái phần nách dưới nha. Tức là hai đoạn này nó sẽ bằng nhau nè, mình sẽ có được 1 phần tư tiếp theo của toàn bộ phần thân body. Bây giờ mình sẽ nối lại tạo đáy cũng như là ống quần. Đến điểm kết thúc của 1 phần tư này, tiến hành cắt len. Sau đó mình sẽ canh chỉnh ở cái phần thân nè, đặt cho mình cái phần thân nằm thẳng ha. Tính từ cái phần mà mình cài nút, chọn cho mình một chân móc nằm thẳng phía dưới, đánh dấu vào cái chân này. Sau đó từ chân này mình sẽ gấp đôi cái phần thân lại. Mình sẽ đếm tổng số mũi móc có được. Sau đó các bạn sẽ chọn cho mình một chân móc nằm đối diện. Số mũi móc của hai bên này nó sẽ bằng nhau ha. Của hai mặt mà mình có được ở đây nó sẽ bằng nhau nè. Sau đó các bạn sẽ gấp cho mình cái phần thân về lại vị trí cũ nè. Từ cái phần mà mình cài nút ha, giống thẳng xuống dưới nè. Sau đó tiếp tục tạo một nút. Có được một nút rồi, đâm kim vào chân móc đầu tiên mà ta đánh dấu. Sau đó kéo nút vừa tạo qua chân móc. Từ đây các bạn sẽ móc lên cho mình cái xích đầu tiên sao cho nó có độ rộng vừa phải với cái phần đũng ha. Ở đây mình sẽ gây nên tổng cộng là 3 mũi móc xích,
Hoặc là cái độ rộng này các bạn có thể tăng cho mình tầm khoảng 3 cho đến 6 mũi móc ha. Có được 3 mũi rồi thì di chuyển kim đến cái chân mà ta đánh dấu kế bên đó. Ta cũng móc vào đây một mũi dời. Từ đây móc lên 2 mũi móc xích. Như vậy là ta đã tạo được cái độ rộng cho hai bên phần ống quần nè. Thì tiếp theo mình sẽ móc cái phần thân của ống quần. Các bạn móc vào cho mình các cái chân móc cụ thể này nè, mỗi chân móc cho mình một mũi móc kép đơn vào mỗi chân móc. Và khi móc lưu ý giấu sợi len thừa vào trong mũi móc để ta cắt len không phải giấu len nhiều. Móc tương tự cho mình cho đến hết vòng ha. Khi đã móc đến cái phần đáy hết vòng rồi thì móc vào chân của mũi kép đơn đầu tiên một mũi dời. Móc lên 3 mũi móc xích. Và để nó tông hơn với cái phần thân trên thì các cái hàng móc các bạn đều quay ngược hàng móc lại để mình móc ha. Mỗi chân móc cứ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và ta sẽ làm tương tự như 1/4 của cái phần mông á. Và tùy vào phần thân body, cái ống quần của các bạn muốn móc ống dài hoặc ống ngắn mà các bạn sẽ móc cho mình quay đầu thêm nhiều hàng móc cho đến khi mình đạt được độ dài của ống ha. Sau khi mình đã hoàn tất được một ống rồi thì các bạn tiếp tục móc cho mình cái ống còn lại. Và lưu ý cái số mũi của ống còn lại các bạn sẽ móc đều cho mình với số mũi của ống đầu tiên. Và kết thúc cũng móc cho mình một hàng viền mũi đơn cho phần ống của mình nó được chắc chắn hơn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái phần mũ. Và đối với cái phần mũ ở bên trên mình đã có được cái hàng viền ở phần thân trên. Đây hàng viền rồi ha. Thì các bạn sẽ tiếp tục tạo cho mình một nút. Kéo sợi len dài để thành một nút. Sau đó ta sẽ đâm kim vào chân móc đầu tiên, tức là cái khoảng trống xích mà mình móc một đơn, một xích và một đơn á. Đâm kim cho mình vào khoảng trống xích. Sau đó kéo cái nút mà mình vừa tạo qua chân móc. Từ đây móc lên 2 mũi móc xích. Sau đó đâm kim vào chân móc mà mình vừa móc đó, móc một mũi kép đơn và làm lần lượt tương tự cho các chân móc còn lại. Và vì lúc này mình đã có được những cái chân móc cụ thể rồi nên các bạn cứ móc đều ha. Móc tương tự cho đến hết. Phần này mình cũng tăng mũi rồi nè nên các bạn cũng móc đều mỗi chân làm một mũi kép đơn ha. Mình sẽ móc tương tự cho đến cái đầu bên này. Sau khi đã hoàn tất được cái hàng móc này rồi thì tiếp tục móc lên cho mình 2 mũi móc xích và ta quay ngược đầu móc lại. Hàng móc thứ hai thì cũng làm tương tự giống như cái hàng đầu tiên, tức là mỗi chân mình sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng. Sau đó ta sẽ móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy cho đến khi mình đạt được cái chiều cao của phần thân nón. Thì chiều cao của phần thân nón để được móc rộng rãi hơn thì các bạn sẽ móc cho mình bằng với tổng số hàng móc của cái phần thân dưới, tức là từ cái phần cổ đi xuống đến cái phần mà mình khóa lại ở đây ha. Tổng số hàng móc phần thân này nó sẽ bằng với tổng số hàng móc của phần thân nón. Đây, khoảng cách này bằng với tổng số hàng móc của phần thân nón. Và cho tất cả các cái size các bạn cũng canh cho mình cái khoảng cách này ha. Sau khi đã hoàn tất được phần thân nón rồi nè, thì bây giờ mình sẽ nối lại hai đầu phía trên. Và để nối lại các bạn cũng đâm kim cho mình, đặt cho mình cái phần thân nón áp sát lại với nhau. Và mình sẽ đâm kim vào hai chân móc song song tương ứng với nhau. Chân đầu tiên của phần thân này và chân đầu tiên của cái đầu đối diện nè. Đâm kim vào hai chân song song và móc vào đây một mũi dời. Sau đó mình sẽ làm lần lượt tương tự cho các chân móc còn lại. Các bạn sẽ dời lần lượt cho mình cho đến hết.
Giờ được đến cuối hàng móc thì móc lên một mũi móc xích, sau đó kéo và cắt len. Giấu cho mình sợi len thừa vào trong các cái mũi móc thì ta sẽ hoàn tất được cái phần nối nón ở bên trên. Bây giờ mình sẽ tiếp tục viền lại cái phần viền nón cũng như là tạo cái phần cánh tay. Thì mình sẽ móc phần cánh tay trước ha. Các bạn sẽ đưa cho mình sợi len ra phía sau, ta sẽ đâm kim vào cái chân móc sát cái phần nách trước, tức là cái chân của mũi móc xích này nè. Kéo sợi len qua chân móc và móc lên một xích. Sau đó tiếp tục chân móc đó móc cho mình một mũi móc đơn trước. Các cái chân móc kế tiếp thì mình sẽ có thân chân móc và chân móc xen kẽ với nhau. Các bạn sẽ móc tương tự giống như cái phần mà mình tạo cài nút. Mỗi chân móc ta sẽ đâm kim vào đó và móc hai mũi móc đơn ha. Và khi móc lưu ý nhớ giấu sợi len thừa nha. Chân kế bên này móc hai mũi móc đơn nè. Sau đó tiếp tục chân kế tiếp cũng móc hai mũi móc đơn. Các bạn sẽ móc vào chân móc chứ không móc vào thân chân móc nha. Móc tương tự cho mình cho đến hết vòng. Sau khi đã móc được đến cuối vòng thì ở cái chân móc cuối cùng đó móc cho mình một mũi móc đơn. Sau đó đâm kim vào chân mũi móc đơn của hàng viền đầu tiên này, móc một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Như vậy là ta đã có được cái hàng móc đầu tiên viền lại cái phần cánh tay rồi, thì ta sẽ có được những cái chân móc cụ thể. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình thêm nhiều hàng móc giống như cái phần ống chân. Và mỗi hàng móc ta cứ quay ngược đầu móc lại để móc ha. Móc cho đến khi cái chiều dài của cái phần cánh tay này nó đạt được cái chiều dài mà các bạn mong muốn là được. Và cứ mỗi chân mình sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Kết thúc mỗi hàng móc thì ta cứ quay đầu và móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa. Bây giờ mình sẽ tiếp tục viền lại cái phần nón. Đối với phần nón các bạn cũng tạo cho mình một nút. Sau khi mình đã có được một nút rồi, ta sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên của cái phần nón, tức là cái chân móc sát với cái phần viền của thân áo ha. Đây, đâm kim vào một chân móc. Sau đó mình sẽ kéo nút vừa tạo qua cái chân móc này. Từ đây móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Sau đó đâm kim vào chân móc mình vừa móc mũi giờ đó một mũi kép đơn. Lúc này cái phần thân của nón mình sẽ có thân chân móc và chân móc, các bạn cũng lần lượt đâm kim vào chân móc ha. Và mình sẽ đâm kim vào chân móc kế bên móc một mũi dời. Sau đó tiếp tục móc lên cho mình hai mũi móc xích. Cũng đâm kim vào chân móc mũi dời đó một mũi kép đơn. Và di chuyển kim đến chân của mũi kế bên móc vào đó một mũi dời. Như vậy là mỗi chân móc mình sẽ có một mũi dời, hai mũi xích và một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ha. Ta sẽ tạo ra được những cái họa tiết sò như thế này. Các bạn sẽ làm lần lượt tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối. Sau khi mình hoàn tất được cái phần viền của thân nón rồi, các bạn mặc vào cho bé nè, thì cái phần nón của mình nó có cái độ rộng rãi, mình có thể bẻ qua một vòng ha, cho phần thân nón của mình nó được đẹp hơn. Ta sẽ hoàn tất được phần thân body như thế này. Bây giờ mình sẽ tiến hành móc cái phần sừng phía trên và cái phần đuôi phía dưới nha. Đầu tiên sẽ là phần đuôi, các bạn sẽ tạo cho mình một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn, sau đó kéo sợi len dài để thành một nút. Từ đây móc lên 4 mũi móc xích. Sau đó đâm kim vào chân của cái mũi mà mình tạo đầu tiên á, mũi xích đầu tiên á, móc vào đó cho mình 7 mũi kép đơn. Kép đơn đầu tiên. Mũi kép đơn thứ hai. Kép đơn thứ ba. Mũi kép đơn thứ tư. Mũi kép đơn thứ năm. Mũi kép đơn thứ sáu. Và mũi kép đơn thứ bảy. Khi đã có cho mình được 7 mũi kép đơn vào cái chân móc đầu tiên này rồi thì từ đây móc lên 2 mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng này có 7 mũi móc tạo ra 7 chân cho vòng thứ hai. Vòng thứ hai 7 chân đó thì các bạn sẽ móc cho mình 3 chân đầu tiên, mỗi chân là một mũi kép đơn. Mũi kép đơn thứ ba vào chân thứ ba nè. Khi đã có được 3 mũi kép đơn vào 3 chân liên tiếp, chân thứ tư là cái chân nằm chính giữa của 7 mũi phía dưới, móc vào đó 3 mũi kép đơn. Sau đó còn 3 chân còn lại thì mỗi chân làm một mũi kép đơn ha.
Hoàn tất cho mình được hàng móc thứ hai, có 3 mũi kép đơn vào cái chân móc nằm chính giữa của 7 mũi nè. Tiếp tục móc lên 2 mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng móc tiếp theo các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là một mũi kép đơn và ta sẽ móc đến 3 cái mũi mà mình móc vào cùng chân móc ở chính giữa ha. Đây, đây là 3 chân mà mình móc vào cùng một cái mũi phía dưới nè. Mũi kép đơn thứ 3 nè. Có được 3 mũi rồi ha. 3 cái mũi mà mình móc vào cùng một chân móc đó thì chân đầu tiên móc cho mình một mũi kép đơn. Chân thứ hai là chân nằm chính giữa của 3 mũi đó, móc 3 mũi kép đơn. Sau đó các chân còn lại thì mình sẽ móc mỗi chân là một mũi kép đơn ha, móc tương tự cho mình cho đến hết. Thì như vậy là ở đây mình cũng đã có được 3 mũi kép đơn vào cái chân nằm chính giữa nè. Móc tương tự cho mình cho đến hết ha. Khi đã móc được kết thúc rồi, móc lên 2 xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng móc kế tiếp thì cũng làm tương tự, các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân làm một mũi kép đơn. Cho đến cái chân nằm chính giữa của 3 mũi mình móc vào cùng một chân móc thì chân chính giữa đó móc 3 mũi kép đơn ha. Ta sẽ móc đến hết hàng và móc thêm nhiều hàng móc tương tự cho đến khi mình gặp đôi cái phần đuôi lại, nó đạt được một cái chiều dài để mình ướm vào trong thân của body là được. Sau khi các bạn đã móc cho mình thêm nhiều hàng móc thì lúc này cái phần đuôi của mình nó đã có cái độ rộng ra rồi nè. Ta gặp đôi cái phần đuôi lại thì nó sẽ tạo ra thành một cái tam giác như thế này. Kết thúc các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích, sau đó đâm kim vào chân mình móc mũi kép đơn cuối cùng và cái chân móc đối diện với nó. Hai chân móc song song móc vào đây một mũi móc đơn. Và lúc này mình cũng có nè, thân chân móc và chân móc ha. Ta cũng lần lượt đâm kim vào chân móc và mình sẽ đâm kim vào hai chân móc song song với nhau. Mỗi cái chân móc như thế này mình sẽ móc vào hai mũi móc đơn. Tiếp tục này, chân kế tiếp của hai mặt ha, móc vào hai mũi móc đơn. Và các bạn sẽ viên tương tự cho mình cho đến hết. Nẹp được đến cuối hàng rồi thì chân cuối cùng cũng là chân mà ta tạo cái mũi xích đầu tiên á, móc vào đó cho mình một mũi dời. Sau đó móc lên một mũi móc xích, kéo vào cắt len. Giấu sợi len thừa vào trong các cái mũi móc ha, thì mình sẽ có được một cái form đuôi như thế này. Tạo ra được một tam giác vuông như thế này ha. Sau đó tiếp tục các bạn sẽ móc cho mình các cái sừng nhỏ nè. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc sừng nhỏ. Đối với sừng nhỏ tạo cho mình một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn. Từ đây móc lên 2 mũi móc xích. Móc vào vòng tròn ta vừa tạo này 12 mũi kép đơn. Kép đơn đầu tiên, mũi kép đơn thứ hai, mũi kép đơn thứ ba, mũi kép đơn thứ tư, mũi kép đơn thứ năm, mũi kép đơn thứ sáu, mũi kép đơn thứ bảy. Mũi kép đơn thứ 8, mũi kép đơn thứ 9, mũi kép đơn thứ 10, mũi kép đơn thứ 11 và mũi kép đơn thứ 12. Có cho mình được 12 mũi kép đơn rồi, ta sẽ nắm cái sợi len ngắn guốc thật mạnh lại cho vòng tròn của mình nó nhỏ lại. Sau đó kết thúc đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên, móc vào đó một mũi dời để mình kết thúc vòng. Từ đây móc lên 2 mũi móc xích. Thì vòng đầu tiên có 12 mũi móc tạo ra 12 chân cho vòng thứ hai. Thì 12 chân đó chia đôi cho mình, các bạn sẽ móc cho mình 5 chân liên tiếp, mỗi chân là một mũi kép đơn. Kép đơn đầu tiên nè. Kép đơn thứ hai vào chân móc thứ hai. Mũi kép đơn thứ ba vào chân móc thứ ba. Mũi kép đơn thứ tư vào chân móc thứ tư. Mũi kép đơn thứ năm vào chân thứ năm. Khi có được 5 mũi kép đơn vào 5 chân liên tiếp thì chân thứ sáu móc 3 mũi kép đơn cùng một chân móc. 1 kép đơn thứ hai nè và mũi kép đơn thứ ba. Như vậy là mình sẽ có được một cụm móc gồm 5 mũi kép đơn mỗi chân xen 3 mũi cùng chân ha. Các bạn sẽ làm tương tự cho 6 chân còn lại nè. 5 chân mỗi chân làm một mũi kép đơn. Kép đơn thứ ba nè. Kép đơn thứ tư.
và mũi kép đơn thứ năm. Được 5 mũi kép đơn lẻ rồi, chân kế tiếp cũng là cái chân cuối cùng, móc vào đó 3 mũi kép đơn cùng chân móc. Sau khi đã kết thúc cái vòng này rồi, tiếp tục đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên và móc vào đó cho mình một mũi dời để mình kết thúc ha. Như vậy là vòng này mình đã tăng được tổng cộng là 4 mũi móc. Móc lên 2 mũi xích. Vòng móc kế tiếp nè, các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là một mũi kép đơn. Các bạn sẽ móc cho mình đến 3 cái mũi mà mình móc vào cùng một chân móc nha. Đây là 3 cái chân này nè. Móc cho mình mỗi chân là một mũi kép đơn cho đến cái cụm đó. Ta có kép đơn thứ 3 nè, kép đơn thứ 4 nè, mũi kép đơn thứ 5, mũi kép đơn thứ 6 là chân móc đầu tiên của 3 mũi mình móc vào cùng chân móc, thì chiếc chân đầu tiên nó móc cho mình một mũi kép đơn. Chân kế tiếp là cái chân nằm chính giữa của 3 mũi mình móc vào cùng chân móc đó, thì chân chính giữa móc 3 mũi kép đơn. Sau đó làm tương tự cho các chân còn lại. Mỗi chân móc cứ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Khi ta gặp chân nằm chính giữa của 3 mũi móc vào cùng chân móc thì sẽ móc vào chân đó 3 mũi kép đơn ha. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng nè. Chân nằm chính giữa này cũng móc 3 mũi kép đơn. Sau đó ta sẽ móc thêm nhiều hàng móc tương tự cho đến khi mình đạt được độ cao của cái phần sân phía trên nè. Tùy vào kích thước của body mà các bạn móc cho mình nhiều cái phần sân tương đương với nhau như thế này. Kết thúc mỗi phần sân thì mình cũng cắt len ha. Đối với cái sân cuối cùng nè, khi các bạn cắt len thì các bạn móc lên cho mình một xích, sau đó cắt một đoạn len vừa đủ dài. Khá là dài để mình có thể khâu tất cả các cái sân này vào trung một ha. Kéo cái sợi len này qua cái nút xích nè. Sau đó sử dụng kim khâu, mình sẽ xỏ sợi len này vào trong kim khâu. Khi khâu lưu ý cho mình, các bạn sẽ khâu cho mình một nửa của cái phần sân màu vàng này trước. Ta sẽ gặp đôi 3 cái mũi mà mình móc vào chụm lại nè. Đây, mình sẽ để theo cái hướng này ha. Sau đó các bạn sẽ tiến hành dùng kim và mình sẽ khâu cái sợi len dài đó vào tất cả các cái họa tiết của mình. Mỗi sân thì khi khâu cái phần này, các bạn sẽ khâu cho mình một mặt trước thôi nha. Khâu cho hết cái sân này, một nửa của sân này. Đâm kim vào những cái vị trí tương đương với nhau và mình sẽ khâu lại. Khâu hết một nửa của sân này thì tiếp tục đưa cái sân khác vào và khâu một nửa của cái sân khác ha. Và lần lượt mình sẽ khâu cho đến hết. Sau khi đã khâu đến cái sân cuối cùng thì ở sân cuối cùng chừa cho mình 1/3 để mình khâu cái đoạn này vào trong cái thân đuôi. Thì đối với cái thân đuôi, cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài, sau đó mình sẽ khâu dấu cái đoạn len này vào trong cái mũi móc của phần đuôi phía dưới nè. Mình sẽ đưa cái sợi len này xuống phía dưới của phần đuôi ha. Các bạn sẽ tiến hành nhồi gòn vào bên trong cái phần thân đuôi cho phần thân đuôi của mình nó được phồng lên hơn. Và ta sẽ đặt cái phần đuôi theo cái vị trí này ha. Cái cạnh này này, cạnh mũi đơn này nó sẽ nằm ở phía dưới. Và cái cạnh dài, cái cạnh huyền của cái phần đuôi á, nó sẽ theo hướng của phần sừng. Mình sẽ khâu 1/3 của phần sừng này lên phần đuôi ha. Khâu lần lượt cho mình cho đến hết vòng của cái phần đuôi. Khi đã khâu được hoàn tất cái phần đuôi, còn tiếp tục cái sợi len dài của cái phần sừng phía trên nè, thì các bạn sẽ khâu cho mình 2/3 tiếp theo của cái phần sừng. Sau đó còn một cái khoảng trống, các bạn sẽ tiến hành nhồi cho mình một ít gòn vào bên trong cái phần sừng để cho cái phần sừng của mình nó được cứng cáp hơn ha. Chừa ra một cái lỗ nhỏ nè, sau đó nhồi gòn vào bên trong. Nhồi một đoạn gòn vừa đủ thôi, chứ các bạn đừng có nhồi quá dày, vì nhồi quá dày cái phần sừng của mình nó sẽ bị nặng ha. Sau đó mình sẽ tiến hành khâu bít lại cái sừng này và tiến hành khâu tiếp cho mình các cái sừng còn lại tương tự ha, và cũng nhồi gòn tương tự cho các sừng còn lại.
Đây, khâu đến hết, tiếp tục khâu 2 phần 3 và tạo cái phần gòn vào bên trong cho các xương còn lại. Sau khi các bạn đã khâu hoàn tất cho mình được cái đuôi và sừng vào trong thân của body rồi, ta sẽ hoàn tất được một phần thân body xinh xắn như thế này. Các bạn cũng có thể thay đổi màu hoặc tăng giảm size để phù hợp cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một cái mẫu body chú khủng long xinh xắn như thế này. Chúc các bạn thành công!